Kiều Doãn Lực, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy. Về phía Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, Cổng Thông tin Điện tử huyện Quốc Oai dự và đưa tin. Về phía đại biểu lãnh đạo xã Sài Sơn, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Nho Hòa, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đào Đăng Khuê, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đào Trọng Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư Đoàn Thanh Niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã. Về dự với đêm văn nghệ ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc, trưởng phó các ban ngành đoàn thể xã Sài Sơn, cấp chỉ huy bộ, trưởng thôn, giám đốc hợp tác xã, một số công ty, một số đại biểu tiêu biểu đồng hành với đoàn thanh niên trong những năm qua, các đồng chí trong Ban chấp hành đoàn xã cùng toàn thể đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn xã. Chúng ta hãy cùng nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu khách mời luôn đồng hành cùng với các hoạt động phong trào của đoàn thanh niên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Đạo Vĩnh, chủ trì của Chùa Cả. Xin trân trọng chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hợp, Phó Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Viện Nghiên cứu Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam. Về phía khách mời, các đơn vị đồng hành cùng ban tổ chức, xin được trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Trần Thanh Mẫn. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Phạm Gia Hưng. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Thùy Dương Bùi. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Phạm Quang Đại. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Huyền Trương. Xin được trân trọng giới thiệu CEO Camellia Makeup Studio, Makeup Artist chị Hằng Camellia. Xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ Hồng Phúc. Xin được trân trọng giới thiệu chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật Thiên Thần Nhỏ Miss Thu Cúc. Xin được trân trọng giới thiệu biên đạo Vũ Xuân Phương. Xin được trân trọng giới thiệu biên đạo múa chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật Discover Thailand Nguyễn Xuân. Xin được trân trọng giới thiệu biên đạo Mia Nguyễn. Xin được trân trọng giới thiệu CEO HN Studio Photographer Anh Hưng Nguyễn. Xin được trân trọng giới thiệu ekip Media Nguyễn Xuân Hiếu. Xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ Lê Huyền Thiên Thư. Xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ Nguyễn Linh Đan. Xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ Kiều Minh Tâm. Xin được trân trọng giới thiệu người đẹp áo dài, người đẹp xứ Tuyên 2022, Miss Đặng Thùy Dương. Xin được trân trọng giới thiệu người mẫu giáo viên Miss Huyền Thanh. Xin được trân trọng giới thiệu người mẫu giáo viên Miss Hà Thu. Và chúng tôi xin được chào đón Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, trưởng ban tổ chức chương trình Mr. Đào Trọng Tiến. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu huấn luyện viên Zumba Dancer Hoàng Nguyễn. Và chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón một nhân vật cực kỳ đặc biệt, đó chính là
giám đốc câu lạc bộ Siêu Sao Nhí, CEO công ty tổ chức sự kiện Lifestar, tổng đạo diễn chương trình Miss Huyền Thu. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị đại biểu, khách quý. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Đào Trọng Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Sài Sơn sẽ lên phát biểu khai mạc đêm văn nghệ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã Sài Sơn, các đồng chí cấp ủy chi bộ, lãnh đạo thôn, hợp tác xã trên địa bàn. Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách mời, các bạn đoàn viên, thanh niên, thưa toàn thể nhân dân. Ngoài trong không khí phấn khởi của đoàn viên, hội viên đang ra sức thi đua hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Sài Sơn khóa 20 năm, nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản, nghị quyết hội nghị Hội Liên hiệp Thanh niên xã Sài Sơn nhiệm kỳ 2019-2024. Được sự nhất trí của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Sài Sơn phối hợp với câu lạc bộ Siêu Sao Nhí tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề Sắc màu quê hương. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng năm mới, năm 2024, hướng tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Sài Sơn lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Trước hết, cho phép tôi thay mặt các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội Liên hiệp xã Sài Sơn xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong xã về dự đêm văn nghệ một lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc đêm văn nghệ thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, hôm nay đoàn thanh niên Hội Liên hiệp Thanh niên xã Sài Sơn phối hợp với câu lạc bộ Siêu Sao Nhí tổ chức chương trình văn nghệ đặc sắc với chủ đề Sắc màu quê hương, với mong muốn tạo ra một không khí vui tươi, sôi động, đầy ý nghĩa, đem lại nhiều sắc màu của nghệ thuật và được dàn dựng công phu đặc sắc, hoành tráng do đoàn thanh niên Hội Liên hiệp Thanh niên xã và chị Nguyễn Thu Huyền, giám đốc chủ nhiệm câu lạc bộ Siêu Sao Nhí phối hợp tổ chức. Là một thanh niên, người con quê hương Sài Sơn, đam mê nghệ thuật, dành mọi tâm huyết, ấp ủ để tổ chức chương trình tại quê hương. Để tổ chức chương trình đêm văn nghệ, đoàn thanh niên Hội Liên hiệp Thanh niên xã Sài Sơn và câu lạc bộ Siêu Sao Nhí đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua chuẩn bị cho đêm đen, và tôi tin rằng sự nỗ lực đó sẽ có được đền đáp bằng những tiết mục văn nghệ, nghệ thuật đương đại, nhảy trình diễn thời trang kết hợp với ánh sáng hoành tráng hiện đại, hứa hẹn và sẽ gây ấn tượng đẹp trong lòng quý vị khán giả ngày hôm nay. Thay mặt các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên xã, chân thành cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội cùng các đồng chí cấp ủy chi bộ, thôn, hợp tác xã và nhân dân đã đến tham dự động viên chương trình văn nghệ đêm nay. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo câu lạc bộ Siêu Sao Nhí đã phối hợp thực hiện, dàn dựng và tài trợ kinh phí tổ chức chương trình. Trân trọng cảm ơn đến toàn thể đội ngũ ekip tổ chức sự kiện, các bạn đoàn viên, thanh niên, ban công an xã đã hỗ trợ cho đêm văn nghệ. Cảm ơn đại đức Thích Đạo Vĩnh, chủ cả đã tạo mọi điều kiện để cho hoạt động chương trình đêm nay. Một lần nữa, nhân dịp đón xuân mới dương lịch năm 2024, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo huyện, các đồng chí lãnh đạo xã cùng các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân xã nhà mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc chương trình đêm văn nghệ thành công tốt đẹp. Và kính thưa quý vị khán giả, ngay giây phút này, trưởng ban tổ chức cũng như anh Đào Trọng Tiến, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ xã, Miss Huyền Thu và anh Trọng Tiến sẽ chính thức khai mạc đêm văn nghệ với tên Sắc màu quê hương. Xin một tràng tay thật lớn. Xin được chúc cho chương trình của chúng ta tối nay thành công rực rỡ.
diện phía công ty trách nhiệm hữu hạn và xây dựng Bảo Ngân. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Được không thưa quý vị khán giả?